Rồi chào anh chị ha. Bây giờ cái vấn đề gì tiếp theo là các anh chị phải nói lên tôi mới nói nghe, chứ bây giờ tôi đâu có biết vấn đề gì tôi nói đâu. Không, rồi ai cứ nói. Kỹ thuật đi lệnh. Kỹ thuật đi lệnh á. Không. Thì cái điểm gia tăng khối lượng hồi nãy là nại ta nói cái vụ gia tăng khối lượng là ở những điểm như vậy. Cụ thể là mày muốn cụ thể như thế nào đó, đi lệnh bây giờ mình lại lôi cổ phiếu ra đi tao chị, lôi cổ phiếu ra coi. Mà cái gia tăng khối lượng với cái đi lệnh đó là nó đúng mà. Bây giờ tôi nói vậy nè, bây giờ tôi nói cái gia tăng khối lượng với giảm khối lượng là nó như nhau mà, làm sao mà bây giờ tôi nói các anh chị á, ở đây cái vấn đề mô hình ba bước đó không nhắc lại nữa, nhắc lại nữa nói biết đời nào được cái gì, đến đây ngồi được cái gì, đúng không? Đó thì cái đi lệnh là phải chia hai khúc, ba khúc, bốn khúc, chia sao đó, chia kiểu gì đó, chia cái đó tôi không biết. Hả? Có nhiều cổ phiếu tôi mua một phát, nhưng có cổ phiếu tôi mua hai phát, có cổ phiếu tôi mua ba phát, có cổ phiếu tôi mua không phát nào hết. Ngu gì mua không đó. Thì cái kỹ thuật đi là nó chỉ có thế thôi chứ. Rồi bây giờ vấn đề khác đi, cái đó là phải sử dụng cái mô hình ba bước. Cái điểm mua cổ phiếu nó chúng ta dựa vào cái sức mạnh lực cầu ở trong phiên. Ví dụ như một điểm nào đó, không, cái này cái biểu đồ, vì cái lấy cái biểu đồ trong phiên mới được. Ví dụ như chúng ta thấy nè, giá cổ phiếu nó lên, chúng ta thấy nó đang 10.000 mà nó lên 10.200, sau đó nó hồi lại, nó xuống lại mà nó không có phá được cái 10.200. Ví dụ 10.000, nó phá được 10.000, mà cái 10.000 là một cái nền cứng. Rồi những cái sau chẳng hạn, những cái sau nó cứ 10.000, 10.000 mấy trăm gì đó. Nhưng mà khi mà sức mạnh của cái cổ phiếu nó bắt đầu nó tăng lên, nó tăng lên cũng có nghĩa là nó phá được cái dãy đó. À, thì một cổ phiếu mà nó tạo được một cái nền giá tốt, các bạn đừng có nhìn biểu đồ đồ gì hết, các bạn nhìn cái cổ phiếu đó thôi, các bạn thấy cái sức cầu của nó không cho phép cái cổ phiếu đó xuống. À, bán ra bao nhiêu nó hấp thụ hết, thì vì nó hấp thụ hết lực cầu, hết lực cung là nó sẽ đi thôi. Và chúng ta sẽ thấy này, cái lực cầu của cái cổ phiếu đó mạnh lên. Và chúng ta có khi chúng ta tự chọn làm sao mua cái giá thấp nhất, và có khi chúng ta không cần, chúng ta chờ cái giá cao nhưng mà xác nhận nó mạnh hẳn mua. Thành ra cái kỹ thuật của tôi á, là tôi mua cổ phiếu lên tôi rất ít quan tâm đến giá. Thì thường thường á, ví dụ như những cái cổ phiếu lớn lưu hành nó cực lớn, à, mà bao lâu nay nó cứ đi ngang, nó cứ xình, các anh chị thấy cái nó lâu lâu cái nó trồi lên tí, cái ồ đang vừa rách nè, mua nè, rách mua nè, không nó rách cho anh chị rách sạch quần sạch áo luôn, không còn gì hết. Thế khi nào nó rách mà nó mạnh thì khi gì? Khi nó CE. À, ví dụ như cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn, tự nhiên bao năm nay nó cứ đi ngang vậy đó, tự nhiên hôm nay khối lượng nó đi lên, các anh chị thấy không, toàn lên thì gục. À, mà hôm bữa chúng ta gia tăng STB cũng vậy, gia tăng lên, mà có một cây rất rất đẹp gia tăng lên gục. Nhưng mà các anh chị có lộ không, phải không? Các anh chị mua cái phiên trần có lộ không? Không lộ nghe. À, thành ra chúng ta gia tăng, chúng ta mua STB nó sai, nhưng mà chúng ta mua khi nó trần, chúng ta lộ không? Không lộ. Nhưng những thằng mà mua cái cây mà nó bẻ 30, nó lên 31 mua chẳng hạn,
mua cây 31 cũng đúng không? Nhưng mà mua cây đó chết. Nhưng mà mua cây trần, mua cây trần 29 chấm mấy à, bao nhiêu ta à, 30 chấm mấy các anh chị, không có lộ nè à. Các anh chị này, đó cây này rách đẹp không, cây này rách tuyệt vời à, các anh chị mua cây này có lỗ không nè. Cái cây này nè, cái cây này nếu mà nó thuận lợi ha, ha, nếu nó thuận lợi ha, từ đây tới đây, đây bao nhiêu, 15.000, ở đây bao nhiêu, 18.000, cổ phiếu vừa tăng giá 20% đó không nè, 15 đại nhiêu 18 không, cổ phiếu vừa tăng giá 20% mà nó break, nó break cây lịch sử luôn, break cây phá bỏ lịch sử luôn, break cây cực khủng. Và cái lúc bây giờ cái giá trị tiền của nó break cây đó là nổi tiếng luôn, nổi tiếng thị trường chứng khoán luôn nè. Bắt đầu một cây tăng giá cực lớn, nhưng chúng ta không biết ở đằng sau này, chúng ta không biết không, nhưng mà chúng ta thấy nó tăng lên được 20% và nó rách. Thế một cổ phiếu mà tăng lên cái vùng 20% là nó bán má ơi luôn, đúng chưa, lời 200 nó bán cho què luôn, bán cho mấy ông chả còn cái quần nào hết rồi. Đó, nhưng mà khi nó rách được cái vùng từ đây, vùng 20% này nó rách lên, thì nó rách được là dấu hiệu của nó là báo hiệu một chu kỳ tăng giá lớn. Nhưng mà chúng ta lúc này, chúng ta ở đây, chúng ta đâu có biết nó báo hiệu hay không, đúng không, không quan tâm. Chúng ta chỉ biết tham gia vào, tham gia vào. Và thường tham gia những cái đợt như thế này rất ít khi lỗ, rất ít khi lỗ. Và cuối cùng chúng ta thu được một cây tăng giá lớn. Mà trong trường hợp chúng ta không thu được cây tăng giá lớn, chúng ta vẫn kiếm ăn được cái đoạn này, mà cùng lắm thì nó hòa thôi, nó hòa thôi. Em kéo lại cái cây STB cũ, cũ à, cái cây này các anh chị mua nè, rồi nó vi phạm gì đó các anh chị lỗ có một vài phần trăm, tôi cho cùng lắm 5% rồi bỏ nghỉ chơi hết. Có đâu, các anh chị mua cây này, cây qua bán mấy cây này có sao đâu. Tính cổ phiếu lỗ vài phần trăm bình thường, phải nói cắt nghỉ chơi. Có đâu, nhưng mà cây này mình có thể mình tham gia, qua đây không thành cắt xong. Không có luyến tiếc, không có yêu thương, không có gì hết á. Gì đó. Nhưng mà khổ nội nè, mấy ông tới đây mấy ông không chịu cắt nè. Mà chí ít đi nữa mấy ông phải cắt một nửa hoặc 70% chứ, đúng không? Tại nó gãy rồi. Nó gãy gì? Đây. Đó, tệ lắm là đây, mà không thì cái cây này nè, cái cây rách này nè, khi nó chui lại cái cây rách này là dở đó đó. Tức là cây rách cực tốt, nhưng mà 30.45 đúng không? Nhưng mà nó chui lại 30.45 là trật. Tức là có tệ đi nữa nó lũng 30 là không được. Không được. Nhưng bây giờ tôi trả lại lên mạng, tôi hô bán cổ phiếu STB đi, đâu có làm gì được, đúng không? Tôi luôn luôn nói để cho mọi người xử lý. Chúng ta mua được và chúng ta cắt được. Thế cuộc đời đánh cổ phiếu mà thằng biết mua không biết cắt thì đánh cái kiểu gì, đúng không? Chả lẽ giờ mình có bao nhiêu người theo dõi vậy, mình lên trên mạng mình hô bán cổ phiếu, bán cổ phiếu sao được. Cái việc mua bán là việc tự xử không? Đó, nhưng mà quan trọng là gì, mình thấy được cái này. Thành ra cái hôm thứ tư live stream học viện xong, tôi thứ năm tôi phải vội tôi lên tôi live stream, phải không? Các anh chị không hiểu được tại sao thứ năm tôi mới live stream thứ tư xong, thứ năm tôi nhảy lên đó tôi ngồi tôi live stream. Có phải có lý do không? Còn cái lý do đó mọi người tự xử chứ, đúng không? Mà tôi rõ ràng cái tối thứ năm tôi cũng nói mà, cái cây khối lượng đó là cái cây xấu, hoặc là cái cây nó không tốt gì đó.
Tôi nói rõ vậy mà. Chỉ giúp chúng ta nhận biết ra được mình cần làm gì, mình cần thận trọng gì. Là nếu lúc đó là các anh chị là tôi đi nữa, tôi sẽ suy nghĩ nè. Ngày mai cái danh mục của mình nè, mình xem cái vùng giá nào mà nó cứ yếu, nó cứ vi phạm cái vùng giá đó. Nó cứ yếu mà nó vi phạm cái vùng giá đó là mình phải trạm bao nhiêu phần trăm, trạm như thế nào. Đó, mà thấy nó yếu đó canh. Cổ phiếu nó sẽ có lúc mạnh lúc yếu, tức là khi nó xuống này, sau đó nó có cơ hội nó trôi lên lại. Nhưng mà tôi biết cái trôi lên này là cái trôi giả thôi. Nhưng mà tôi thấy đúng cơ hội là phải xử lý rồi. Thì me lúc nó trôi lên là chúng ta cứ bán dần. Phải có cái kế hoạch để xử lý vấn đề chứ không. Mà mua cổ phiếu và chỉ biết ôm thôi. Đó là cái nguyên nhân mà tháng 7 á. Nguyên nhân tháng 7 á, những người giữ cổ phiếu ngân hàng lỗ. Cái tháng 10 với tháng 11 những người giữ cổ phiếu thép lỗ. Chuyện đó nói rồi đó. Rồi giờ anh chị hỏi nói tiếp đi. Cái nội dung gì rồi nói. Em muốn hỏi sao mà anh biết cái cổ phiếu Hoa Sen lúc mà giá 33 là không phải là đáng mà là để anh vào anh mua. Vô Hoa Sen nè. Mà không phải là dạng mua trái mà em vô Hoa Sen trị nè. Này có thay cái tầng bên này với cái tầng bên này không? Hai cái tầng bên này không? Hai cái nền giá nó cân nhau không? Không. Cái điều này nó cũng không quan trọng. Nó không quan trọng. Biết nó quan trọng cái gì không? Đó, bây giờ trước khi tôi nói tôi phải dứt vào cái não của các anh chị đã rồi mới nói không? Thế bây giờ nói cho tôi biết là từ đây tới đây là có cái đặc tính gì? Đó. Gì? Có thể dính được. Không đúng. Tiếp. Cứ nói, cứ mạnh dạn nói các anh chị. Không có nên ai mình nghĩ cái gì mình nói cái này. Đừng có ngại cái việc mình nói sai hay gì hết. Covid đợt 4. Nó chỉ đúng, nếu nó đúng đi nữa nó không đúng một phần thôi. Đúng một xíu thôi. Covid liên quan mẹ gì mà nó rất sập dữ vậy. Đó, nếu nó đúng một xíu thôi. Tiếp. Xe tăng cúc nở. Xe tăng cúc nở. Đúng. Có thể xe tăng cúc nở nó đúng. Nhưng mà nó cũng đúng một xíu thôi. Nó cũng đúng một phần thôi chứ nó không thể đúng hết. Đó. Nhìn ra tại sao nó đúng nó vậy. Tại sao chiếu cây khối lượng lên cây cuối cùng là đúng rồi đó, để đó đi rồi để đó nói đi, tôi nước đâu rồi nói suy nghĩ đi chứ. Thấy không, đánh cổ phiếu mà nổi cái cây này mình không hiểu được nó thì làm sao mình đánh thắng được. Là cổ phiếu này hay sao? Là bán đây á hả? Cái này á hả? Ủa cái này tôi đâu có bán đâu ta? Bán cây này. Dạ, đúng rồi. Trời, tại sao bán cây này ta tôi không nhớ ta. Đúng, tôi bán trên bông. Tôi nhớ tôi bán bông 41, 42 mà làm gì có bán cây này ta. Ở 40, nói chung trên 40. Thế vấn đề ở cây hoa sen này nè, ha. Rất quan trọng. Lúc này hình như thị trường cũng có giảm đúng không?
giảm mạnh này. Cái con hoa sen này nè bị giải chấp. Bị giải chấp. Khi nào nó hết giảm? Giải chấp chắc chắn nó sẽ giảm quá đà. Khi nào nó hết giảm? Khi nó hết giải chấp. À, có thể các anh chị nói ví dụ như giờ cây này nó giảm gan vậy đi. À, các anh chị nói đúng khúc này. Mai Phương Thúy nói đúng khúc này. Do thị trường nó đúng khúc này. Nhưng mà tất cả nó all in. Tất cả đó nó hợp xong kết hợp bích lại. Nó chém vào cái hoa sen này. Nó chém vào cái này. Trong đó đó chỉ có giải chấp thì mới bán chồng lên bán. Giải chấp. À cái biết vậy. Biết cái giải chấp nó mới là hay đó. Nó mới là hay đó. Mai mốt tôi sẽ nói nhìn một cổ phiếu giải chấp tôi nói sao ha. Nhưng mà có thể những cây khối lượng như thế này nè. À, mình nhìn cái cổ phiếu đó nó giao dịch trong phiên. Hoặc là mình có thông tin gì đó. À, mình có thể nhìn nó, mình biết được nó bị giải chấp. Còn giờ trong cái khuôn khổ này không có nói được là một cái cổ phiếu giải chấp như thế nào nữa thì đúng nó xa quá không, nó rối quá thì cứ biết cái này là bị giải chấp nữa. Chính thường thường cái giải chấp nó cổ phiếu nó bán nó chồng lên bán, nó rớt thẳng như vậy. Các cổ phiếu khác nó đâu có rớt như vậy đâu, đúng không? Đó thì khi nào nó hết giải chấp thì mình mua, đúng không? Vậy thôi. Mình thấy nè, mình thấy ở cái cây này nè, cái cây này nè, nhiều thằng lớn nó mua, nhiều thằng lớn nó mua, ở thằng lớn nó mua ở đó, ông gọi ông bán đi, bán cùng lắm thêm cây nữa thôi, đó. Qua tới đây mình mua mà nhưng mà về đợi mấy cái thằng T3 này về nó chốt lời đây nè. Mấy T3 anh chốt lời ở đây nè. Những cái loạn này mình phải chịu đựng. Chịu đựng cho mày chốt lời cho đã đi. Chốt lời xong thì nó cân rồi bắt đầu lên lại. Hả? Cái đó tôi mua ở đây tới 3 triệu cổ phiếu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu cổ phiếu thì mua cái này luôn nè. Nhưng mà tôi biết nhà đầu tư lớn mua tôi cũng mua. Nó giải chấp, giải chiếc, nhưng biết tới đây là phải hết giải chấp. Nhưng mà các bạn thấy nhiều khi bên này cũng cân bên này ha. Cái vùng này cực kỳ mạnh. Nó xuống nó gặp cái vùng này cực kỳ mạnh nữa. Đó, nhưng mà nó nói chứ giảm từ đây xuống đây quá đáng. Quá đáng rồi đúng không? Đó, vậy thôi rồi họ gì nữa? Cái đánh trong thị trường gạo là phải cần một buổi. Bây giờ nói cái mà bạn hỏi đó là một cái vấn đề về kỹ thuật của nhà đầu tư lớn. À, nhưng mà tôi nghĩ là không nên chia sẻ. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai mà muốn chia sẻ đó thì phải cần một buổi. Vì cái đó nó phức tạp lắm. Đúng không? Mà mình một nhà đầu tư mình đừng có quan tâm cái đó. Cái đó cổ phiếu nào cũng có đó chứ không phải. Cái đó nó nhiều lắm, cổ phiếu nào cũng có. Thì bây giờ cái vấn đề mình đầu tư làm sao, đúng không? Làm sao mình đi từ điểm A đó đến điểm B hoặc đến điểm C. Đó cái vấn đề của mình là mình đi làm con đường mình đi làm sao tới từ đây tới đây. Đó. Và trong đây thì trong cái đoạn đường đi này là ở đâu mình gia tăng cổ phiếu, ở đâu mình hạ cổ phiếu. Ở đâu mình gia tăng cổ phiếu, ở đâu mình hạ cổ phiếu.
ở đâu mình áp dụng nguyên tắc để mình đầu tư. Còn cái việc từ đây tới đây mà cung cầu của nó bị lệch lạc cái gì đó thì cái chuyện đó không cần thiết. Cổ phiếu nào cũng có, hiểu không? Mình nên quan tâm cái kỹ năng trading của mình, chứ mình quan tâm những cái điều vô bổ thì không cần thiết. Đừng quan tâm mấy cái đó. Quan tâm là điểm nào mình mua, điểm nào mình bán, cái cổ phiếu đó đủ hấp dẫn cho mình mua hay không, và mình mua tới điểm nào mình gia tăng, tới điểm nào mình hạ. Mình chỉ làm mình đúng thôi. Còn cái của người ta làm mình xem vô làm gì? Nên khi mà giá cổ phiếu nó mạnh lên thì lực cầu nó lên, lực cầu nó tung lên. Nhưng mà lực cầu đó có thể giả hoặc có thể thật. Thế thôi. Giả thật ai biết? Hả? Đâu biết. Mình thấy vậy mình đó, mà nhưng cái đó đừng quan tâm, cái đó là một cái kỹ thuật của nhà đầu tư lớn. Nếu mà anh chị nào mà nhà đầu tư lớn thì gặp tôi xử lý. Còn không nên biết làm gì những cái đó nhiều, mất công động chạm người khác. Tiếp ai nói gì nữa rồi? Bây giờ lại cái vấn đề. Đó, bây giờ tôi nói nè, vấn đề của mình á, một cái xu hướng thị trường á, ví dụ giờ mình nói thị trường bây giờ điều chỉnh ngắn hạn, chúng ta sai nha. Bây giờ mình nói tiếp, bây giờ thị trường này giờ là rơi vào đáo trên thị trường con gấu, chúng ta cũng sai. Tại vì sao? Ai nói tại vì sao sai? Ai nói coi. Mình lấy ý chí của mình áp lên thị trường. Không? Vấn đề của mình là gì? Đo lường lực cầu ở đây hay là ở đây. Vấn đề của mình là ở đây gia tăng khối lượng hay là bán hay là thoát khỏi thị trường. Không? Ở đâu là giảm khối lượng, ở đâu là mua, ở đâu là đéo chơi nữa. Không? Vấn đề của mình là giải quyết mình đó. Còn cái dự đoán thị trường là cực kỳ khó. Chúng ta biết, ví dụ như giờ chúng ta biết cây này chúng ta bán, chúng ta hạ tỷ trọng. Những cây này chúng ta biết là chúng ta không mua, ví dụ vậy. Thế kế hoạch của chúng ta là gì? Tới đây mua chưa? Lý do tại sao chúng ta mua? Dựa vào cái căn cứ gì? Ví dụ tới 1380 này, đây nè, cái vùng này nè, vùng 1380 đó, xuống cái hộp này đó, đó. 1380 em, đó, xuống cái hộp đó. Ví dụ xuống cái hộp này chúng ta mua, tại sao chúng ta mua, vì sao chúng ta mua, chúng ta mua như thế nào an toàn, cái hàng trước của chúng ta thế nào, trong hoàn cảnh nào chúng ta rủi ro và trong hoàn cảnh nào chúng ta xử lý để tránh rủi ro. Hiểu chưa? Còn mình dự đoán thị trường cũng được, nhưng mà mình tin nó mình chết đó. Như vậy chúng ta không có lấy cái ý chí của mình áp đặt cho thị trường. Chúng ta chỉ biết giao dịch của chúng ta như thế nào thôi. Đôi khi chúng ta dự báo cũng được, nó sẽ sai, hiểu không? Dự báo chơi chơi vậy thôi, chứ còn ngày mai nó lật kèo chúng ta đổi. Như vậy là gì? Thị trường phải dựa vào dòng tiền. Đó. Em lấy cái like hôm bữa ra em. Lấy cái like mà số 1, số 2, số 3, số 4. Nhớ không? Nhớ cái like nào? Hình như cái like trước á. Cái like này đó, đúng rồi đó. Có không? Không, bài trước rồi. Ừ.
Thay vì chúng ta tìm đi bằng chứng, chứ đừng có tìm thấy bằng chứng, chứ đừng có chứ đừng có dự đoán. Càng làm như vậy thì nó dễ sai lắm. Ta đi tìm đây nè, chúng ta thấy này đó, thì bây giờ trường hợp này là xấu, trường hợp này là có chút xấu, trường hợp này là tốt, trường hợp này là rất tốt. Bây giờ chúng ta thấy này, thị trường nó rơi vào trường hợp này, tức là dòng tiền nó giảm. Thế bây giờ trên thị trường mà dòng tiền nó cứ giảm, chúng ta làm gì? À, dòng tiền mà giảm thì cứ xách ba lô lên mà đi, đúng không? Ông đi nè, à, ông đi Mỹ nè, đi Nhật Bản nè, à, đi Singapore nè, về Việt Nam nè, múc cổ phiếu. Thấy không? Nè, đó, vì tôi ví dụ thôi chứ không phải là nó thực tế nó xảy ra. Chúng ta thấy cứ dòng tiền cứ đi xuống, nghỉ chơi, không tăng. Mà nếu chúng ta có tăng đi nữa, chúng ta chỉ đánh cây này, đánh cây này. Không, quá trình cổ phiếu đi xuống, tới đây nó nảy lên, chúng ta đánh cái là chúng ta vô, chúng ta đánh cái nảy này thôi, nó bỏ đi. Không, rồi ở đây đánh nhẹ chơi thôi, tới đây tìm cách đánh cái nảy này thôi, bỏ đi. Lúc nào chúng ta đánh đánh tăng khối lượng, bên này phá sản hạ khối lượng. Không, này ví dụ ở đây các anh chị có 20-30% trading chơi, không lỗ. Nếu các anh chị có 20% mà anh chị lỗ 50% mà anh chị chia cho 100% thì lỗ nhiêu? Chuyện nhỏ, 20% cứ chơi. Không, tới đây rách tăng, nhưng mà sai là cắt liền. Thế khi nào các anh chị đầu tư? Đấy, con đây hả? Đây hả? Này, học mấy ông Việt Cộng nghe, biết làm gì không? Chúng ta không có cơ sở để đánh tối đa nhất. Nên cái đợt tháng 7 các anh chị xem tôi live stream, tôi có đánh cổ phiếu không? Tôi đánh rất êm đềm. Lâu, ví dụ như hoa sen nó sập xuống cây 33, bắt đầu tăng khối lượng. Cổ phiếu tầm soát ra, các anh chị tầm soát ra, anh chị gửi tôi múc. Tất cả cây nào, cứ cây nào mà đánh vào nó có lời rồi là thôi, cứ ôm để đó, thị trường không quan tâm. Không, rồi qua cổ phiếu khác mà ôm vô nó có lời rồi cứ để đó, không sợ. Khi nào nó hòa vô ông cắt. Sợ gì? Về khi mà tháng 7 á, khi mà tháng 7 thị trường nó xuống như thế này, về cơ bản tôi không có đầu tư. Tôi đầu tư những cái này tôi lời rất nhiều. Về cơ bản tôi không đầu tư. Nhưng mà khi nó rách khỏi kênh này, bắt đầu tôi tăng khối lượng. Và đặc biệt nó rách khỏi 1380 tôi tăng khối lượng cực nhiều. Và lên tới rách khỏi 1400 càng tăng khối lượng nữa. Và cái cây này kết quả ra sao? Cái này kết quả nhìn con VND đi là biết thôi, đúng không? Chủ lực con VND đi đó, chứ đừng có nghĩ tôi có cổ phiếu SI tào lao. Tôi có cổ phiếu SI nhưng mà nó giới hạn thôi, chủ lực vẫn là VND. Nhưng mà đố các anh chị đoán xem hôm nay tôi còn VND không? Làm sao còn được, đúng không? Bao giờ còn? Tại vì mình có cách nhìn, mình có cách định giá, và mình có cách giá cổ phiếu càng tăng, không, khối lượng càng giảm. Không, giống như các anh chị đánh một trái bóng, bay lên trên trời, nó bay lên tới điểm lực của nó bắt đầu yếu, nó đi ngang, nó tù, bắt đầu vòng đi xuống. Như vậy khi các anh chị đánh một cái lực vào là ban đầu nó sẽ đi rất nhanh. Nó lên trên núi và bắt đầu hạ xuống. Như vậy các anh chị đánh cổ phiếu cũng vậy. Ban đầu các anh chị đánh rất mạnh, khi lên yếu dần anh chị hạ xuống.
ý như quýnh một trái bóng. Thì đánh cổ phiếu cũng dài, VND mà VND mà lên 70, tôi ví dụ đánh 55, 53, 52 đi. 53, 52 mà lên 70, lên 70 bán 1/2 đó. Nó lên 80 bán hết đó. Nó lên 90 nhường cho người khác ăn gì đó à. Nhưng mà nó lên 90 có khi tôi bên này RSI tôi tăng. Ví dụ tôi có 100.000 RSI đi, thằng này lên 90 tôi có 300, mà thằng này lên 100 tôi có 5 triệu RSI. Ủa chứ thằng này lên 100 ông nội này năm bốn mấy năm chục hoài à, đúng không? Thằng này lên 100 thì ông nội này phải lên 70 chứ, thấy chưa? Cái vấn đề không phải là VND bao nhiêu cái đó tự tính đó. Nhưng vấn đề ở đây là sự song hành của một nhóm ngành, nó có kẻ đi trước người đi sau đó. Mình dựa vào cái thuật đó thôi. Thà ví dụ giờ thằng này làm cái leo lên 100 mà ông nội ai mới còn 50 à, kiểu gì tôi cũng chơi. Tôi bán thằng này tôi mua ngoài ngày này, ví dụ vậy. Sợ gì mà mai thằng này gãy, thằng này lên 100 là bên này tôi tăng khối lượng đó. Rồi mấy giờ rồi? Đến giờ rồi, thôi nghỉ thôi nghe, rác hỏng lắm rồi, cố gắng lắm rồi đó. Để khi nào có dịp nào khác. Rồi chào anh chị ha.